Chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn dùng mid-size compressor. Thì cái việc đầu tiên mà các bạn cần làm đó chính là chúng ta cần có một cái thang đo ha. Các bạn có thể dùng cái Ozone Imager, hoặc là các bạn có, mình sẽ dùng cái Insight Pro ở đây. Hoặc các bạn cũng có thể lên Looking Boutique và lấy cho mình cái Ozone Imager 2. Đây là một cái công cụ đo và chỉnh Zero Image hoàn toàn miễn phí ha. Rồi, ta bắt đầu thôi. Thì mình sẽ dùng Insight. Hai cái này hoàn toàn giống nhau nha các bạn, không có gì khác cả. Cả cái đồ free kia cũng có thể đo được cái này. Rồi, chúng ta sẽ bật cái patcher lên. Patcher thì nó nằm ở đây ha, nó sẽ ở mục patcher. Rồi, xong rồi chúng ta sẽ vào phần reset. Chúng ta chọn mid-size compression trên này, okay. Rồi, các bạn có thể thấy nó hiện lên hai cái, một cái là mid, một cái là size ở phía bên phải này. Chúng ta không cần quan tâm cái bản patcher này nữa, chúng ta tạm thời là chúng ta hãy ẩn nó đi. Ok, rồi chúng ta chỉ quan tâm hai cái bên này thôi. Mình sẽ mở cho các bạn nghe bài nhạc của mình khi mà mình chưa áp dụng gì vào. Các bạn có thể thấy là cái compressor này nó đã hoạt động một chút rồi nè. Bây giờ chúng ta hãy thử ép cái này xuống mức tối đa để xem thật ra là nó đang làm cái gì nhé. Rồi giờ mình sẽ ép cái còn lại. Đây các bạn có thể thay đổi của cái sound field ở bên trái này. Thường á thì chúng ta sẽ áp dụng cái hiệu ứng này trong kinh master khi mà cái bài nhạc của chúng ta dư phần hai bên quá nhiều. Đây, phần hai bên là phần sai bên này đây. Thì mình sẽ thử mình chỉnh cho các bạn thấy. Thì đây là cách để chúng ta có thể áp dụng cái mid và size compression. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ và hy vọng video này hữu ích cho các bạn.